Đây là bộ học từ vựng, học hơn 30 từ mỗi ngày, dễ dàng với Magic Flashcard. Tên gọi nó đây. Tiếng Anh thì mình phát âm không chuẩn nên mới mua bộ này đây. Nghe là quảng cáo nên mình giới thiệu mọi người cùng xem thực tế. Đây, hướng dẫn sử dụng. Đó, từ vựng phiên âm tiếng Việt. Có giới thiệu nguồn phiên âm này. Trung quân. Đây, sau này là cách sử, cách dùng. Phương pháp một hộp hai lúc này không có gì hết. Bia này khá là cứng này. Mở à, có năm châm này, có năm châm này. Chuyên nghiệp đấy. Bây giờ mình mở ra nha. Đấy, để xem. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cùng. Lấy một lọc nữa. Trong này nó bảo A1, A2 mà không thấy đánh dấu A1, A2 chỗ nào ta. Phải có cột A1, A2 chứ. Như trong này theo đọc ngoài này là ít thì là nâng cao. Để chắc cơ bản. Nhưng mà không biết A1 chỗ nào, A2 chỗ nào. Ngoài này nó cũng đánh dấu này. A1, A2 gì. À, đẹp. Một lóc tiền, một cầm một ngày một lóc đây này chắc có khi nào xong rồi. Thử mở ra một cái xem thử. Tay cầm điện thoại này, mở thử. À, đây. Thử hai cái. Nói đây ngữ cận dài phía âm tiếng Việt đây, dịch ra một thẻ này, thẻ từ à, phía sau là từ mới trên từ người từ dưới đây để phía âm này. Cái này giá như nó có ghi thêm nghĩa tiếng Việt với này đẹp nha. À, hay là muốn làm thế này để cho mọi người từ này là từ lật ra nhớ đấy biết. Tốc độ. À, tốc độ đấy. Cái thứ hai xem thử. Đó. Phương pháp. À, đây là. Dịch nghĩa tiếng Anh câu tiếng Việt sau đây là cái này chắc là phù hợp cho những người mà phiên âm tốt đấy, chứ mỗi lần mà dùng cái thẻ này xong rồi lên mở máy tính ra đây hoặc mở điện thoại vô trang phiên âm này, phiên âm từng cái một thì nó cũng mất thời gian hả. Cầm đi như lúc học như lúc, cái này nó tiền cái chỗ là cầm đi học mọi nơi mọi lúc thì dùng một ngày mình cầm khoảng 5 thẻ 6 thẻ hoặc 10 thẻ hoặc 10 từ vựng nhưng mà nó cái nó hơi cái là cái phiên âm sợ phiên âm sai giống như mình đọc phiên âm sai chắc rồi.
Nó thẻ nó chỉ có như vậy thôi. Chắc là trình độ cơ bản đây. Tốc độ cái này từ gì? Phương pháp. Ngu ngốc. Đây. Từ này anh mới đọc sao? Tu pi à? Thu pi. Chu. Đây còn có sáu. Lóc là bao nhiêu cái không biết. Như 30 từ vựng mỗi ngày thôi. Đó, hộp nó như đó thôi. Bố cục thôi như vậy. Thế giờ cái nó ghi A1, A2 đang biết học cái nào trước. Nó mà là cứ chọn cái nào nhiều trước. Bên đây nó ghi cái học cái nhiều trước. Đây. Đó học cái nhiều trước. Ô chứa nhiều thẻ nhất là ô trình độ cơ bản A1, A2. Ô chứa số từ nhiều thứ hai ở trình độ trung cấp. Đó. Hộp phải làm dày đẹp à, 500 ở đây này. Mà thẻ này thì vậy thì mà làm nữa quá. Giá như làm thẻ bóng cứng cứng tí là đẹp ha. Cứng cứng cáp này. Không có cái cáp phi đít. Mà thôi, giá tiền nó có cho 225 ngàn thôi. Được đấy.